Hello, chào các bác trở lại với kênh của Ngôn Video Hôm nay lên sóng để cho các bác một lô hàng mới về Đó là lô pin chính hãng của JD Portland Ok à, Em về trước được những lô pin mà 4 pin này 4 pin này và pin của nó là 3 4. Đây, một quả pin của nó đây Tháo nó cho bác xem Cầm rất là nặng tay Ok à, Hình thức bên ngoài thì thừa là màu vàng Còn sạc của nó là sạc tự ngắt bác nhé Đây, sạc tự ngắt Đấy, sạc tự ngắt các bác này khi là sạc đầy nó sẽ tự ngắt ok bác cả cắm liên tục được không sợ là bị bị nổ pin và con này đây một bộ của nó là gồm con này gồm một sạc tự ngắt và bốn quả pin như này bốn quả pin ba nghìn các bác mua mic thì không dây đa phần lỗi là do các mình là dùng cái pin dùng một lần và để quên bên trong nó chảy nước riêng pin tiểu dùng một lần thì chỉ cần hết điện vắt là nó chảy nước ngay lập tức và nó gây chập cầu điện chập cầu con IC ngăn dòng và ảnh hưởng đến bộ mic của mình đó là bị bệnh ăn dòng Đấy, những bệnh ăn dòng mà đa phần là gì mà nếu để chảy nước nâu thì nó ăn luôn cả bo mạch và là hỏng luôn Ok nên các bác mà mua mic thì cố gắng là bỏ ra một uh, thêm mấy trăm nghìn nữa để mua những cái bộ pin như thế này Đấy, những bộ pin như này là các bác sẽ uh, chống những cái rủi ro cho bộ mic nhiều tiền của mình rất nhiều bác mua mic ri là cả của em nhưng để quên pin uh, gây hiện tượng uh, phải thay cả bo mạch Đấy, rất là đắt tiền em về được có khoảng tầm 3 400 bộ pin à, đang về tiếp những bộ pin là 8 pin 6 quá mua thì ủng hộ nhé con này em sẽ bán cho các bác là 315.000 315.000 bao ship cho các bác ok đây này bác hình đây là hình thức này logo của JD khỏi pin cũng là logo của JD Đấy, cầm rất là nặng tay À, yên tâm các bác mua những cái sản phẩm này đều sạc uh, đều có bảo hành cho các bác là 6 tháng nhé Đấy, còn pin thì không lo no rồi pin thì gần như là lỗi là các bác sẽ bọn em sẽ đổi trong vòng uh, cũng 6 tháng tất cả là mới sản xuất hết nhé mấy tất cả mới sản xuất đây các bác xem ngày sản xuất đây đây này tháng 5 năm 2023 thì riêng pin nạp thì là cái ông ấy càng mới thì càng tốt khả năng tích điện liên tục càng tốt còn pin để nâu thì nó chai và nó chai cái ông ấy nên không không khả năng tích điện nó sẽ kém đi à, một lần mua quả pin như này sẽ chịu được khoảng tầm uh, 6.000 lần nạp 6.000 lần nạp như thế nào cũng chắc phải rất là nhiều năm và sẽ dung lượng 3.0004 thì nếu ngỗmic giờ uh, nhưváơ cũng phải được tầm 10 tiếng còn như đi là cả thì chắc là vài ngày Đấy, về rất là nhiều qua mua tiểu ngộ nhé 315.000 một bộ Đấy, Xin chào và các bác ở những video tiếp theo